Ta bỏ cá này sạch nhé, sạch lắm luôn. Ui ôi, em ơi. Đây này, chung này quả có thế. Mình hạ gùi đây xong hái luôn đây đi nhỉ. Đẹp thật đấy, quả đẹp lắm. Quả đẹp thế nhỉ. Mình hái đây luôn. Anh ơi, sao chạy cà chua này họ trồng tốt quá nhỉ? Toàn quả to nhỉ? Người ta biết kỹ thuật trồng ấy nhỉ? Họ giỏi lắm, đây này làm nhà to đấy. To nhỉ em nhỉ? Đây, đưa vào đây. Ui, cô này nhiều quả đấy. Anh ơi, em nấu anh ăn hết quả cà chua chua lép này. Anh không dám ăn đâu. Anh ăn đi, em thay anh rồi mà. Thế mình cùng nhau ăn nhá. Ngon sống bên này đâu. Anh đưa lẩu lên mà. Sầu lem ăn mới ngon cơ anh. Đây. Thua anh rồi. Đấy, thế cứ thay anh. Lúc ăn thì lại không dám ăn nữa.
anh cho em mượn tí rồi. Quả to thế. Quả nát đấy. Đây cái quả. Món gì? Món cà chua để em nấu cho anh ăn. Anh món gì anh chả ăn. Thế em định làm món gì cho anh ăn? Để xem. Hay là mình mua ít thịt vào nhỉ anh nhỉ? Mình nấu chung với cà chua nhỉ? Được. Thế chắc ngon nhỉ? Chùm này đẹp thế nhỉ. Anh Hải nhé, anh Hải đợi em nhé. Cụ chỉ mua màu, chỉ tao yêu tùng đã có ý xa. Tùa có xanh ba công ý cho xe thiệp bự lù hậu nhau. Anh ơi, ôi. Sắc đầy một giọt rồi. Sắc đầy quá. Vâng. Em ơi, quả này xanh thế nhỉ? Sắc hết quả chín rồi đấy. Em ơi. Dạ. Đưa gỏ ra cho anh. Anh xong rồi anh hát yếu thế. Anh đó à? Anh quên. Tại sao? Thì có yêu lưu tia thì li mua ta thô luôn anh thiệt gió xia ua xua nhớ sao dìa tao có em xa chi xó thì có lúc xia yêu phê tu xia xua nhớ ua con nơ ua xia phê kiếm lâu rồi tự nhiên lấy cả cho cứ nhói lạnh trào lên cho của mưa lo mưa thôi cứ chế có cơ thì cơ yêu anh mô cơ cả thiên ngoài cả sáng chế mùa về anh hát hay quá. Cứu anh với. Sát rơi rồi nhanh lên. Không cứu đâu. Anh nhiều quá.
Rơi sát rơi rồi còn đùa nữa. Thôi tự anh tự lấy em tự mang đi. Nhanh 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 sát rồi kìa. Ê giời, xinh rồi rồi đấy. Anh xuôi, anh chỉ ước những ngày tháng tốt đẹp như thế này thôi. Dạ. Em đừng có bỏ anh với ông như đập trước nữa nhá. Vâng ạ, em sẽ không bỏ đi nữa. Em sẽ luôn luôn bên cả anh. Thưa nhá. Yêu thương anh. Thế anh có yêu thương em hết cuộc đời không? Hay là anh thấy cô gái thắp đèn anh lại chia cô ta, anh lại vợ ra em? Anh làm gì thì làm như thế. Anh sợ em thôi. Anh phải hứa đi nhá. Được. Anh ơi, em hát cho anh nghe nhá. Em hát đi. Sợ kỳ lưu ya ta đau lo của do có là đa cô xưa. Cậu từ mua tú có lù lù cha chỉ khi cũ về đã cũ đã chi em gấu màu cờ tờ cụ tê cho chi nó xưa. Ừ nhà em mô lòng lửa nhà chờ xa chỉ xí xứ. Sùng ơi. Dạ. Đây. Anh em ăn đi nhá. Lễ tế lù rộng cụ yuôn yôn trông gió nô chi mùa cụ. Em ơi. Đây. Nè lỡ giờ họ sẽ say nha. Sẽ pla họ đu chỉ bu pla họ đa. Sẵn dọn dọ chỉ to cái qua cha đu chỉ tao ca cho tế lỡ à. Hô yo sẽ sư tế nhu à. Giữa cho cơ lo mò xìa ua lua. Ủa chỉ yo họ nha ngon qua. Em ơi, cho giỏ ra đây cho anh với. Giọng hát của em hay quá, khiến cho anh nhớ hết cả đầu. Thank you.
hay nên mình cũng về đây ạ. Nhà cái món nồi cà chua của em ăn xèn toàn hết mới rãi rồi. Thế nhá. Nhà như cùng này ai cùng nồi em nấu ra thưởng thức đấy. Vâng ạ. Em cũng chưa làm bao giờ đâu. Em nghĩ công thức đấy chắc ngon lắm đây ạ. Thế mà cứ nói. Anh tưởng nói thế biết làm rồi, làm giỏi rồi. Thì phải nói trước chứ anh. Thế định về nhà để anh nấu cho ăn thôi. Vâng, ok, anh nấu cũng được. Anh yên tâm đi, em món này em ăn nhiều rồi, em chưa làm thôi. Chưa nay em sẽ cố gắng làm ngon cho anh và ông ăn nhé. Anh cứ tin tưởng người yêu anh đi. Không tin đâu, bởi vì đã làm đâu mà anh phải tin. Thì em nghĩ em chắc em biết làm đấy. Thế hứa nhá, chưa phải làm được cho anh ăn đấy. Vâng. Ừ. Chỗ này quả xanh nhiều quá. Đây nữa nhỉ. Thôi đừng vậy. Ông ơi. Ông ơi. Cho con về thôi, anh đi về rồi. Ngọt quá anh nhỉ. Về ông là đợi cho. Nặng đấy ông ạ. Ừ. Rồi, nào, con quay đây ông đợi cho. Rồi các con vào rửa đánh tay nghỉ ngơi đi. Dạ, cà chua hôm nay bao nhiêu? Nhìn đỏ đẹp thế. Rẻ thôi ông ạ. Hôm nay con đi mua rẻ lắm. À, thế được rồi. Và một cân có 9.000, 10.000 thôi. Ừ. Ừ. Em ra cho lợn ăn đi. Để anh cho con chó. Các con ơi. Dạ, không phải làm đâu, nhà ông cho ăn hết rồi. Ông cho hết rồi à? Ừ, ông cho lợn gà bị ăn hết rồi. Người này ông vẫn mang đi được à? Ừ. Ơi, thế cho con chuẩn bị đi chợ luôn đây. Ừ. Con sợ muộn quá rồi. Ừ, thế các con đi chợ nó sớm đi. Mà mọi hôm về thôi tối có về quá. Ừ. Dạ. Con chuẩn bị ô với áo mưa đi để các con đi chợ cho không ướt hết đấy. Ông ơi, chúng
con đi chợ đây. Ờ, các con đi chợ treo khoác áo mưa nhá. Vâng. Đường chơi cho con đi cẩn thận nhá. Vâng, ông ở nhà ông đừng ra đường nhá. Trơn ngá đấy. Thế các con đi nhá. Nó sớm đi. Ờ. Các cháu ạ. Vừa quá nhanh nhỉ. Mà chết cả quần rồi. Cẩn thận ngá đấy. Trao đổi một trăm được không?
trăm loại 50 đúng là 10.000 mấy gì đấy. Thank you.
Thank you.
rồi mấy ông cho vào ăn nhé. Ăn đi nhá. Rồi để cho người ta ăn đây. Ăn đi nhá. Thank you.
Nãy đi điện giật cho phát. Làm gì phải bài cửa cho con. Dạ. Cùng nhau mất rồi, đi cùng nhau. Chuyện đông ca. Cho ta mua thật, thật vui ca. Có nướng ngu. Xe mai nướng ngu. Ngon hơn này. Hả? Lắm cho lắm nè. Đấy, được đấy em ạ. Cho bạn ăn đi. Thôi. Ừ. Em lấy bát ra xong ăn cơm đâu. Chín rồi. Ông ơi. Ơi. Ra ăn cơm đi ông. Ừ. Đi xuống cơm cháu. Ui các con này làm cơm ngon thế. Cà đấy con. Cái cà. Cái. Em ơi, bếp cơm vào đi. Châu nó nấu quá gì đấy? À, cái đấy củ cải đấy ạ. Củ cải à? Dạ. Các con làm món gì nhiều món đấy? Nay mưa mà không mưa gió nào. Lấy nghỉ nào đi. Hôm nay bán hàng sớm. À. Nên ông con mình cứ ăn mạnh khỏe. Để xong chúng ra trường con. À. Con ăn cơm. Ừ. Ăn cơm con. Ăn cơm kìa. Các con ăn cơm. Cho ăn nhiều nhiều đi nhé. Bảo ăn khỏe. Cà chua ngon nhỉ ông nhỉ? Ngon, cà chua ngon lắm. Ừ.
càng ngon lắm ông ạ. Đúng không? Ngon nhỉ? Ngon. Wow. Ừ. Hôm nay con định mua thịt về mình ngồi với quả này, quả cà chua này, nhưng mà ông không cho mua. À thôi ông một tiết kiệm đi con ạ. Mà con định mua về xong rồi con làm cho ông con mình ăn bữa ấy. Tiết kiệm đi. Thôi tiết kiệm con. Biết làm. Tiết kiệm. Hôm nay là ông không cho con mua thịt về cho cà chua, là ông đã mua cả bóng rồi con ạ. Tiết kiệm đi con ạ. Vâng. Con định mua mà ông bảo thế thôi. Ông con mình ăn cá này mới ngon. Ừ. Con tơ con ông khỏe mà nhau nhé. Ăn đi, ăn đi. Ăn khỏe vào nha. Dạo này mệt phết nhỉ. Này. Nè, ăn khỏe vào nha. Ăn bát kia đi. Không dễ nhẹ nhọc. Có mất cửa à? Có. Anh ơi, mình kéo một quả nào ngon ngon. Tôi muốn nhìn xấu chay quá. Để đi cấp đi. Để anh đi hái thêm mấy. Em đưa đây anh cấp vào rồi. Anh có tiền mà. Anh ơi. Này em chuẩn tay là. Nó có đi rửa nó hơn đi. Nó quá anh ạ. Tay nghề bảo cháu trai ông tí sao à? To nhỉ? Anh ơi, mình kéo một quả nào ngon ngon mình ăn thử đi. Em thấy. Thế hái quả nào nhỏ cho chứ? Vâng. Mình ăn quả nhỏ cho nó dọc. Một quả to không ăn hết được. Vâng. Anh nhỉ em nhỉ? Vâng. Để anh hái thử quả này nè. Ui. Cao quá. Ui, được rồi. Anh, em ăn với. Để anh cắt đã. Ngon nhỉ, thì ngon thế. Đây, mà nào. Bổ luôn à? Vâng. Được. Anh làm như anh làm thì chậm hơn.
Huy ngon thế nhỉ? Huy nhỉ? Ngon nhỉ em nhỉ? Bổ đôi ra. Đây, đưa anh miếng này. Ngọt nhỉ em nhỉ? Ngọt thế. Ngon. Ơi. Em hái được một quả rồi. Đẹp không? Có. Em ơi. Dạ. Đây có quả to nhỉ. Anh hái đi. Cúi đã. Úi dồi. Đo với cái đầu của em nào. To hơn cả quả đầu của em luôn. Của anh. Em lấy một cái lá bí to cho anh, anh cuốn anh để vào để đỡ xước. Đúng rồi. Dạ. Kia có mấy quả to bự kia em ra kia hái đi. Để anh hái bên này. Được. Quả đây được đấy. Quả này tròn đẹp thế. To rồi. Em không hái được đâu, để anh cắt cho em đỡ nhá. Anh xin em vào đầu anh rồi đấy. Đồ muối nhì xấu chay quá, để em nhổ cho. Anh nhá. Anh nhờ thôi, không là anh không cho đâu nhá. Vâng. Vui nhỉ. Quả này ương này thì chưa ăn được đâu em ạ. Vâng. Nhưng mà mang đi bán thì khách hàng để khoảng 1 đến 2 hôm là ăn ngon đấy. Vâng. Thế mình cũng mang đi bán cho khách đi. Ừ. Đi. Cho anh cùi đó. Vâng. Ơi. Ừ. Cây kia có mấy quả đẹp thế. Mình thấy nhỉ? Ừ. Thấy luôn nhá. Em ơi, dạ. Đây có quả to thế. Đây này. Hái luôn nhá, đưa dao anh. Đấy. Đi cấp đi, để anh đi hái thêm mấy quả nữa nhá. Cây này cao thế nhỉ anh nhỉ? Ừ. Đấy, chiều lẽ em cầm dao cho anh với. Anh đi đồ. Được. Nhìn nhá. Trời quá. Em ạ, bắt gặp quà. Anh cẩn thận nha, trường lắm đấy. Ừ. Đi đồ. Ừ.
Được. Đưa ra đây. Đón nha. Từ anh. Ra anh xuống nha. Úi xuôi. Trên này có hai quả to này. Em trèo lên hái được không? Vào đây nào, nhanh cắt nhá. Ôi ôi ôi. Anh ơi, em sợ nó giật rồi đấy. Trời ơi, ơi. Sao lại giật? Mà vẫn không sao đấy. Anh ơi nhìn nè, nó vẫn không sao đấy. Thế tốt quá nhỉ. Để cùng quả đấy đi. Lên mình cắt tiếp. Đón quả này nhá, quả này cẩn thận nhá. Ê, ê, được rồi. Đấy. Em rồi. Đưa một quả ra. Quả có quấn. Này. Thôi đi. Chú ơi, trên này có quả chín này. Đâu? Ơi nhỉ. Chín nhưng mà tiếc quá nhỉ, lại bị thối đây rồi. Thôi mình đi tìm cây khác đi. Có nhiều quả chín hơn ở trên đấy. Anh ơi. Ơi. Em bẻ nó quả này nhá. Ừ, bẻ 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 ở trên đi, bẻ cả cuốn đi. Đấy. Đúng rồi. Ui ui. Xuôi. Nè. Quả này to đấy. Anh hái luôn đi. Ê. Quả của em có to bằng quả của anh không? Soi nào. Đi. Thế mà bảo to hơi. Em đưa đây anh cất vào rổ. Từ từ nhá. Hai quả đầy rổ rồi. Úi dồi, to thế. Đi hái tiếp. Ui kia nguy hiểm lắm. Em đứng đây thôi. Cầm rổ cho anh nhá. Anh đi hái. Anh cẩn thận nhá. Đấy thế nhỉ. Khó ăn thế. Đẹp to đấy nhỉ. Đây rồi. Em đợi anh mà được cắt đi. Em đi hái đi. Lấy dọc còn cái giấy ngáo. Thank you.
để em hái nốt quả này đó. Được rồi, mình về thôi anh. Tay vui ra đấy. Dạ. Ui dồi, được khó đi đấy nhỉ. Cẩn thận nhé, đi. Nha, đừng lắm đấy. Ui dồi. Chuyện thế nhỉ. Cho anh quả này để anh cho vào giỏ đi, nhanh mình về. Làm lộng ăn à nhỉ? Vâng. Lộng ngon lắm đấy. Anh có kia làm cái gì nhỉ? Lộng á? Vâng. Ngon đấy, em đang bị khéo tay đấy. Anh này cứ có tưởng em. Tí làm không ngon thì anh lại cóc tao vào đầu này nha. Thế em làm không ngon thì anh làm cho. Hả? Lo lá à? Thế nó giật hết đấy. Đi. Em đỡ cho anh trước. Hết chứ nhỉ? Anh đợi cho hết. Đây nào. Mẹ thôi. Bình thường. Rồi. Anh cười thế. Anh khỏe. Anh khỏe. Đi. Em ăn. Thật nha em nhé. Rau đó. Đi chợ luôn nhỉ. Vâng. Đây đường đây mà. Lần đường à? Không lần đường. Nhưng mà anh không thích ăn. Ăn lá này tốt cho sức khỏe đó. Thế á? Ừ. Ui, chơi nhé. Thank you.
Thank you.
về đấy. Thank you.
ơi. Ê, quả đó đủ to à. Ừ, tí bổ ăn thử nhá. Con mang về hai quả to. Thế xanh hả con? Một quả chín, một quả xanh, quả đấy là làm nộm. Ờ. Quả. Quả đấy. Nó tầm này là tí làm nộm này ngọt lắm. Sao cuốn bỏ anh gọi cho anh gửi cho thử nhé. Quả này chưa chín đâu ạ. Con đi hái về là con đi bán luôn. May nhỉ. Các con hôm nay là may đấy nhỉ. Vâng. Mẹ ăn thịt tày là món nộm đủ cho hai ông con thử nha. Dạ. Thích không? Có. Em thấu lắm rồi đấy. Dạ. Ông. Hôm nay con thử tay nghề con à? Sáu cái ông mà là sao thả gọi thả kéo tay cái gì cũng là đều nhỏ nhỏ. Vì con là cháu của ông mà con phải giỏi nhau chứ không? Ngồi ông con mình phải lại đúng không? À. Mũi con là không giỏi thôi ông nhỏ. Ừ. Con giỏi ấy, con giỏi chặt kém cho anh không? Cái này thì đổ ra nấu cho lợn. Con đi rửa nó hơn đi. Ừ. Ê, dạ. Có biết làm được không? Đợt này anh cháu anh báo chủ tài làm là xong, con chủ tài làm cho ông ăn nhá. Vâng ạ. Mà đi đổ ở đây là có nó ăn thôi.
Sua ơi, em xem nào có ớt không? Chắc ngon lắm anh nhỉ? Con nhỉ? Cũng như ông ngon nhiều mà. Ừ, thơm lắm, ngửi mùi thơm lắm. Thế nào? Ngon nhỉ anh nhỉ? Ngon quá. Ngon quá anh ạ, cho anh miếng nữa. Từ đã, anh còn chưa cho lạt đấy. Anh cho lạt đấy còn ngon hơn cơ. Để lạt cho anh. Cho thơm nữa là còn thơm hơn đấy. Em trộn ra nhỉ? Đấy, đèo lên. Đấy, có lạp rồi đấy. Để anh cắt cho em ăn thử. Làm nó to lắm. Thế nào? Ngon không? Có. Ôi, ơi. Đây, con làm xong ngon lắm này. Ông ăn thử không? Thôi chứ, ông biết tay nghề con rồi. Ông ơi. Ôi. Anh bảo thế mà khéo tay nhỏ ông nhỏ. Ôi cháu, cháu mà lại khen mãi. Ủa, sắp hiếp đấy, con vớt vào đi. Ông ơi. Dạ. Không biết mấy đứa trẻ đi học nó ngoan nhỉ. Ông lo lắng quá. Có không ạ, hôm nay con đi chợ con gặp cô giáo rồi. Chợ con, cô bảo là mấy đứa ngoan lắm. Rồi, thế là tốt rồi. Vâng. Con cứ... Ui em ơi, hạn này tốt đấy nhở. Con đi, đặt ra đây để cơm đây. Đặt đây luôn. Ăn cơm sẵn sàng quá nhỉ. Ăn rồi đúng không? Mời ông ăn cơm. Ông ăn cơm ạ. Các con ăn cơm. Tay nghề bảo cháu trai ông tí sao là giòn con ạ. Ngon bùi. Ngon. Ngon. Cháu khéo tay. Mời ông ơi. Ơi. Tay nghề của con là có món đậu này, ông thử xem, ngon lắm đấy. Ông thử nhá. Đậu con là ngon, ngậy. Được, ăn được. Này Xua này, ăn nộm. Ăn xin. Ngon. Ông ăn đi không? Ngon quá ạ.
Cái con cắp lộn ăn đi. Lộn ngon lắm. Ngon quá anh ạ. Ngon con nhỉ. Chúa con này, dạ. Con quét bếp chưa? Chê em rồi mà, hát đi. Đâu, anh khen mà, anh bảo hát cho ăn vắn hết cả đậu anh mà. Đấy là em tự cười. Rau lan nè, mình vừa mới bực. À, có biết à? Không ạ. Con cậu không biết à? Ơi, thích. Ơi, hôm nay con sẽ làm món nè. Quanh gốc cây, cây còn không lớn được này. Còn ít bé tí nữa. Cây còn không lớn nổi luôn. Lá uống vàng hết rồi này. Đúng rồi đấy.
mình phải chăm sóc cho nó mới lớn nhanh cơ anh ạ. Không có thời gian vào trang nó uống và sắp chết rồi đấy. Đuôi. Đúng em biết cây mít này bao nhiêu năm nó được ăn quả? Em nói là 3 năm nữa. Ủa, 3 năm nữa à? Dạ. Sao mình thì bây giờ lâu nó thế? Vẫn chưa có quả mà anh. Giống mít này mít xịn đấy em ạ. Dạ. Anh nghĩ trồng 1 năm nữa là được ăn rồi. Nếu 1 năm nữa không được ăn thì anh phải ăn sao? Nhưng giờ có quả rồi, 1 năm nữa là quả to rồi, còn bây giờ quả đang bé. Xuôi, à, mình có vườn rau khoai lang ấy, sắp được thu rồi đấy. Mình làm xong phát xong cỏ gốc xong rồi mình đi thu hoạch đây. Vừa khoai đó, vừa trước mình bó khoai rồi, chắc bây giờ tốt lắm rồi anh ạ. Chắc tốt rồi đấy. Mình làm nhanh lên, còn xong mình còn đi thu hoạch. Vâng. Con chỉ con cho nó á.
Bên đấy chắc em thôi. Anh không yêu em thì anh yêu ai nữa? Trái tim của anh chỉ dành cho em thôi. Vâng ạ. Nhờ em đừng thay đổi nha. Vâng ạ. Lúc của mấy em thích mà áo cô do màu trắng cơ. Anh có tiền mua váy cho em không? Xem chắc mấy triệu bạc đấy. Chắc thế. Thôi, nhà mình nghèo mà em không mua, em không dám đòi hỏi cao sang đâu. Chỉ cần anh yêu em thật lòng là được rồi. Mong là em vui. Anh chỉ mong là chúng mình mãi bên nhau thôi. Mãi chung thủy với nhau thôi. Em đã có thay đổi rồi. Anh yên tâm đi, em vui yêu thương anh. Quả quả mít khá phải không? Hả? Quả mít khá phải không? Ừ. Mít bé thôi, quả bé thôi. Chút xíu đây. Một năm nữa là được ăn rồi đấy nhỉ? Ừ. Một năm nữa được ăn rồi đấy. Vào chưa đi? Này tốt quá nhà em nhỉ? Vâng. Ừ. Đẹp thế. Hái luôn à. Hái đi. Nhanh mình có về đi chỗ đây ạ. Ừ. Hái tuần này phải không anh? Hả? Hái tuần này phải không? Kỳ lũ mùa dài cỏ tô chỉ mua lanh từ bao cụ dùa lũ cơ chỉ mua nụ cho có giọng hát hay nhỉ, choán ván hết cả đầu óc của anh. Thế anh có giỏi thì anh hát cho em nghe đi. Em hát đủ anh nghe rồi. Cần anh cứ hát đi, anh chê em rồi mà. Hát đi. Đâu, anh khen mà, anh bảo hát cho ăn vắm hết cả đầu óc anh mà.
Thì anh cứ hát kiểu đây đây. Thế à? Thế anh cứ hát đi. Ừ. Anh không nói gì đâu. Em ăn đi ấy đi, để nó ăn cùi. Xong chúng ta mình cùng nhau buồn nó nhỉ? Ừ, đi buộc bó nhỏ nhỏ đi. Vâng ạ. Anh ơi, để vào trong mẹt nhá. Nhanh nhẹ em nhỉ. Ừ. Đẹp thế này mà. Đấy em. Hai thêm nữa, hai thêm ít quá. Mà là chợ bán thêm. Xua đây có nhiều không xua? Có ạ. Có à? Nhiều lắm cơ. Thank you.
sao đâu. Có chứ. Đấy là em tự cười. Phải cắt đàn chó thôi, có thể đến sợ phóng thôi mà. Đua là? Dò là. Buộc luôn đi nhỉ. Cho dây đấy. Bọn phải có thể thói chứ rồi. Này 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 này. Để mụn nó. Này này này. Nhớ. Còn đau. Có chị thử xem mà. Mùi thì tay chả có xị xé, mùi của tay chả đã có mà. Đi lên đây. Đi lên đây. Mùi có tay được mà. Có hài lên. Tay chả nó hài lên. Hài lên. Cái này cái tao cho mình có nhiều cái này có phải tao sắp xuống chưa? Ừ mà đi. Sắp rồi. Ok. Cái này là lúc này chúng nó cho tụi này. Cứ vô cho. Đấy, cho vào giỏ đi. Mình biết cho cái này á. Ừ. Vô tí xe. Rồi chạy qua chứ. ป้าแต่ละลูกก็มาได้ละลูกจ่ายก็จะชะละละลูกจะอยู่เปย์อยู่หัดเลยเราเนี่ยไงcửa này. Ơ nhỉ. À phải khóa đây. Rồi, được đấy. Sạc mình.
qua đấy qua sổ nhỉ. Nhiều ngọn không con? Nhiều lắm, ngọn non. Nhưng mà nay con đi hái này, con hái vừa bán rồi còn không? Vừa đấy. Ờ, còn một ít. À thôi còn ít thì để ăn nhé. À, con để ăn phần đấy. Ừ.
Con biết rồi mẹ giao thông chưa? Để xanh nào thế nào, để đỏ thế nào, để vàng thế nào con biết à? Con còn không biết là cái gì đấy ông ạ. Con biết à? Con này đi lạ thật đấy. Con mình biết đèn này. Và để ông giải thích cho các con nhá. Đèn đỏ mình dừng lại. Đèn xanh mình đi. Đèn vàng thì mình chuẩn bị con ạ. Thế con cứ thấy đèn đỏ mọi người dừng hết đây. Ừ, thế đúng rồi đấy thì đèn rồi mẹ giao thông chứ. À. Đèn đỏ dừng đi. Ừ. À. Vàng đi. Thế là sao con sẽ đi qua sẽ thận hận. Ừ là sao con đi từ từ thôi nhá. Con đi. Hôm nay con dắt xua đi qua đường xe đi lại ở đèn đỏ mà con vẫn đi ấy, con có biết dừng đâu. Thế là sao con đi qua con cống em nhá. Không con ừ, cống em đi qua nhá. Nhưng mà đấy. Thương cháu lắm, cháu tốt bụng lắm, cháu ngoan lắm. Cháu gái có không? Ơ thế con này, thế vườn khoai mình có củ chưa con? Chưa. Chưa củ à? Ông cứ tưởng có củ hôm nào mới về nó có ăn thử nhé. Ông có rồi đấy ông ạ. Có rồi, xưa không biết đâu. Con mới thấy. Ở mai con đi bới nhá. Mai xem đã. Bây giờ con ăn vỏ đủ các thứ là con phải tính toán làm sao để cho lợn, cho vịt, cho gan nhá. Vâng. Thì cả những cận con lang này vậy, mình băm hết cho vịt, cho gan nhá con nhá. Vâng. Cái gì con cũng băm nào. Ờ. Đừng vứt đi phí nhá. Vâng. Ơi. Hôm nay con sẽ làm món rau lan xào luộc. Thơm phức cho ông ăn, mà sợ chưa ông thích ấy. Ừ, ông những cái món đấy ông sướng lắm ấy, thích lắm ấy. Hôm nay đại hội cho ông bữa ngon lành luôn. Đấy, cái này không có đi, cái này thái nốt cho lợn, cho con vịt, con nga. Ăn đủ vậy. Giáp này cho vịt ăn, vịt thích ăn lắm không ạ? Ừ. Được ăn nhớ lắm nhỉ. Biết mình đẻ trứng rồi chứ đúng không? À. Cho ăn tốt một tí. Nhỉ? Yeah. À. Không thấy ông ạ, cái chậu trắng con ấy có hai cái mà chẳng thấy một cái để đâu rồi. Ông cũng tìm không thấy ở đâu con ạ. Ôi luộc cho nó mình ăn luộc ăn ngọt lắm anh nhỉ. Vâng. Ờ, vịt ăn em để trong chuồng. Vâng. Vâng, em quên. Đúng không? Anh đỡ tìm. Để cho chó ít mua mấy muối này. Vâng.
bà nhá. Con này bé phận ăn mạnh rồi nhá. Ông ơi ra ăn cơm đi. Rau luộc, rau xào đây ông. Các hai đứa rau xào ngon lắm nhỉ. Ngon lắm bạn, ngon mềm, ngọt. Rau lan này ngon lắm, ăn mát gan lắm. Ừ. Hôm nay rau nhà mình ăn xanh ruột con nhỉ? Đúng rồi ông ạ. Ăn rau này tốt sức khỏe hơn đúng không ạ? Ông lâu không có ăn mứa rau này. Vừa rau lan nhà mình nhiều củ lắm không ạ? Hôm nay con đi hái rau con, hái nhiều củ phết, các rau này thu hoạch được nhiều. Hôm nào mà củ nó mà cơ rớt lên, nó mà chưa nên cũng có lấy đất không vui nhỏ nhá. Vâng. Rau lan mình ngọt giống nhỏ. Ngọt chứ. Hai con phải ăn nhiều nhá. Vâng. Dạ, mai con ra theo mấy đứa nhỏ của chú mới mất đi. Xem các cháu ăn học nào. À, để con xem mà. Mai, à, ngày mai là các em đấy về rồi. Cuối tuần rồi đấy không ạ? Từ mai con ra đón về, về thì ông con mình chơi nhá. Ông ơi, ừ. Ông để ông đi đóng học học cho các em á. Ừ. Ông đóng hết bao nhiêu tiền đó? 2 triệu. 2 triệu. Ừ. Còn chi phí hôm nào đóng tiếp con. Các cô bảo thế. Thế mình phải kêu mang 2-3 đứa cháu đấy, có chú mới mất con ạ. Vâng, bây giờ không ai nuôi thì ông con mình phải chấp nhận đúng không? Ừ. Cố gắng. Con sẽ cố gắng đi làm để nuôi cho mấy đứa nhỏ học. Ừ, con cố gắng nhé. Anh Xua, cho anh bác xin bác tôi. Sao con ăn nhanh chứ? Con phải ăn nhanh chứ, con phải làm việc nhanh chứ. Anh xin nhé. Con cần ăn cho nó ngon. Các con ở nhà thôi, mình làm mình đi thu hoạch cả đời cơ mà. Vâng ạ. Mưa không sợ các con ốm đâu ấy. Cố gắng ông ạ, không thì sao mà mình có tiền để tiêu. Thôi mưa này, ông sợ các con ốm á, các con ở nhà thôi. Con đi con vẫn giữ thì sức khỏe mà. Con ăn khỏe nha, con phải đi làm khỏe để nuôi ông nhé. Con ăn khỏe tí nhá. Rau ngon lắm nhỉ. Ừ.
ông ăn khỏe để có sức khỏe ở nhà trong dịch nhé. Ừ. Để con đi làm, con mới đỡ sốt ruột. Bữa cơm răng này ngon nhỉ anh nhỉ? Ừ. Con thấy tình cảm lắm cơ. Con thấy không? Đó. Ăn này mê hạnh phúc. Ông thấy vui. Hôm nay ăn bữa cơm vui quá nhỉ các con nhỉ? Đúng rồi, ăn cái này mới đồng thời nó chơi này giàu nhau nhỉ? Ừ. Lúc nào lúc mưa cứ như này đi làm việc khó. Ông thấy trời, ông xem nó bảo thấy trời ẩm ương lắm. Đây. Lúc nào có đi thu hoạch con làm thì không phải xem trời con nhé. Đấy là ông lại nghĩ trời mưa thì mặc trời mưa. Tất trời mưa thôi buồn cho trời mưa à em. Sau này anh mà giàu có thì anh sẽ không quên những phút giây này đâu anh ạ. Yeah. Anh sẽ thương em gấp vạn lần. Em ơi. Dạ. Anh tại mưa rồi đấy. Này không, thấy ai đọc hết rồi. Ui, con bừa xong rồi đấy ông ạ. Chơi cũng chín à? Ừ. Ui, ông này đấy. Ướt xa quả không con? Dạ. Ông có 10 ngày cúc tốt lắm. Con nhỉ? Non. Xong rồi em nhọn đấy. Mà mua đi rau tươi mà mới hái lúc. Yeah, tin ta ta. Cái này còn mấy hàng này nó chưa buộc rồi em chưa nè. Thế mình bắt đầu buộc từ trên đấy xuống đến đây. Nhanh mà có dây này, dây dài này thì kéo một phát cam thẳng. Em ơi, hạng gùi đây thôi. Từ đầu bên này ra này. Em ơi. Dạ. Những cái cây này nó chìa ra ngoài thì em cho dây lùa qua đây, là vào vòng một phát đây, buộc ở đây nhá. Đấy. Đây, vòng này nữa, vòng này một lần này. Em ta buộc đây này. Trời này mưa gió thất thường nhỉ em nhỉ? Sáng thì mưa, chiều thì có lúc thật nắng, có lúc mưa nữa cơ. Để em cho cao như tận tâm như của anh này. Thất quá. Anh ơi. Hả? Đây là trời ô như thế này chắc chiều lắm to nhỉ anh nhỏ. Không biết nữa, trời này nó cũng như này mà. Sáng thì mưa, chiều lại nắng. Đúng rồi đấy. Anh ơi, chỗ này đường khoảng
Cái này thì một cây được khoảng 2 cân em ạ. Vâng. Ước tính đây 3.500 thì ước tính khoảng 6 đến 7 tấn thu hoạch. Cũng được nhiều phết đấy. Đây là lỡ cầu kia chắc chưa được nhiều đâu anh ạ. Về nó đang mở qua cả. Cũng tùy từng thời điểm ấy. Có lúc thì được nhiều lắm, có lúc thì được ít. Ớt này ra hoa mà quả quanh na nhỉ anh nhỉ? Ớt này ra quanh na mà. To quá em ơi. Dạ. Em vào lấy áo mưa trong giỏ mình mặc đi. Dạ. Không chị ướt hết là ốm đấy. Áo vào nhanh nhanh. Ốm đấy. Lạnh quá. Mặc quần nữa nhỉ? Dạ. Thì mình cố làm tiếp cho xong đi em ơi. Mặt quần vào. Nhưng mà cái này lòng phòng quá, khó chịu quá. Đấy em nhìn thấy chưa? Trời này nó mưa thất thường lắm. Anh sợ chiều còn nắng to ấy. Thất thường còn nắng to đấy chị ơi. Mà không quên kiểu mặt cứ sang ngá nhỉ em nhỉ? Khó chịu quá. Nào đấy nhá. Vâng. Thank you.
Em ước mỗi cái ớt như thế này được khoảng 5 cân anh ạ. Nếu mà tính ra ấy, mình được 10 mấy tấn này anh nhỉ? Nếu mà được 5 cân thì tốt quá. Vâng. Nhưng mà không được. Chắc cũng được chứ anh. Nếu mà nó tốt ấy. Nếu mà được như thế thì mình giàu to rồi em ạ. Này nó chỉ giỏi nhất là được 2 cân dưới đến 3 cân là cùng thôi. Thế là cũng tốt rồi anh ạ. Thế thôi, nó chỉ được thế thôi. Thì em cứ ước mơ thế. Có sao đâu, ước mơ mà anh. Mong là nó được những ước mơ của em. Nhưng mà không được như thế. Mà tay em lạnh thế. Em có biết đâu. Ôi rồi.
tay lạnh hết rồi này. Lạnh buốt, thương quá. Ước gì sau này mình giàu, thuê họ đi làm thôi nhỉ, đỡ với bà em. Nếu sau này anh mà giàu có thì anh sẽ không quên những phút giây này đâu. Anh sẽ thương em gấp vạn lần. Tay tí đỏ hết này. Em đứng đây đợi anh đưa anh gùi. Trên kia nhiều bay đẹp thế, hương mùi nhiều thật đấy. Để có chọn cái kia. Đấy, buộc cái này xong rồi. Buộc cái này thì ớt đỡ phải đã đi ra ngoài ấy. Thế nhìn đi thì đẹp lắm nhỉ anh nhỉ? Cánh cái cành của nó giòn lắm. Ông ơi, ơi, cho con đi buộc ớt xong rồi đấy. Buộc xong rồi. Các con rồi. Dạ. Các con buộc ớt xong chưa? Con buộc xong rồi đấy ông ạ. Trời có mưa không? Hôm nay mưa cũng mưa một ít nhưng mà con may quá, con mang áo mưa đi. Không là dở đấy. Dạ. Ở nhà áo mưa nó phớt tí xong tạnh con ạ. Thế à? Ừ. Trời này nó cứ nửa mưa nửa rời mà ông. Dạ. Ông nấu cơm chín rồi, các con nấu rau đi, ông con mới ăn cơm. Vâng, ông nấu cơm chín rồi. Ừ. Ui, cơm ngon đấy. Cảm ơn. 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 Ngon lắm nhỉ. Ngon lắm nhỉ. Ngon rồi đấy. Ngon lắm rồi đấy. Ăn khỏe mà nha. Xem nào, chân vẫn không đi được đâu. Khổ chân quá nhỉ. Tội nghiệp quá. Từ lúc về là thấy giờ to béo hơn rồi đấy. Ăn khỏe vào nhá. Ăn càng khỏe thì càng to nhanh nhá.
đi. Con ơi, dạ. Mình giao được, mình thả ngan, thả vịt ra thì nó không phá rau. Bao nhiêu công sức của ông trồng rau mà. Con ạ, con mình giao hết chính khu này, tức là thả con vịt ra không tội nghiệp quá. Ừ. Ớt sai quả không con? Vẫn chưa ông ạ. Chẳng đây sâu hết vừa ớt chưa? Sâu rồi, sâu rồi, con mới theo ạ. Tốt lắm ông ạ. Chàng dây cũng nhanh không ạ. Anh Pháo với con làm tí là xong rồi. Các con bỏ làm nhanh nhỉ. Cơm này ông nấu ngon thế. Ngon mà con. Ngon thế nhỉ. Ngon. Ông bảo ngon cơm ạ. Các con ngon. Cơm này ngon cơm. Đeo ạ. Cơm này. Không đây à? Không, nhìn vàng óng nhỉ? Ngon nhỉ, nhìn ngon nhất. Em ăn đi. Dạ. Này, ăn đi. Dạ. Em ăn đi. Ăn, ăn khỏe nhé. Dạ. Ông ăn đi ông. Ừ, các con ăn đi. Dạ, ông có vườn này cũng tốt lắm. Các con ăn cơm xong, các con nghỉ ngơi, các con đi thu hoạch đi. Đi thu hoạch không? Ừ. Thế con mang đi chợ bán luôn nhé. Ừ. Ui nhỉ, trời bắt đầu hừng nắng rồi ông ạ. Ừ. Không mới được nữa đâu. Ăn cơm xong con với Sua đi. Rau này ngon hết. Cơm ngon không? Ngon rồi. Gọi nước này công nhận ăn dẻo nhẹ, ông nhỉ? Dẻo ngon, con nhỉ? Vâng. Ông ơi! Ơi! Ông ăn nhiều rồi nhé. Ăn gì? Ăn cái gì đấy rồi? Ừ. Con này, ông mua ít nè, thịt cho chó, ông đang nấu kìa. Vâng. Bữa nay ông mua thuốc tẩy luôn cho chó, thấy chó nó gầy quá. Tí con lá nào con trộn cho chó nhá. Con ăn nhá. Phải thuốc hay còn? Coi xem nào. Đây à ông? Ừ. Con cái giá này cho kiểu gì đấy, cho một bữa luôn nào ông? Ừ, rồi cho bữa luôn, con giá ra nhá. Giá ra. Ừ, giá ra con trộn với cơm nhá. Vâng. Cho ăn. Thuốc tẩy giun à? Ừ, thuốc tẩy giun. Con xem nào. Vâng. Nấu cho chó không? Ừ. Con giá vào cối nhá. Ừ, con giá cối xong cho con. Ông ơi. Ơi. Mình tải run này chắc cho nó lớn nhanh nhỉ? Ừ. Bảy này là run nó ra hết lớn nhanh nhá con ạ. Đây mua cả thịt cho nó ăn hết. Ừ. Để cho nó lớn nhanh. Anh nhìn nó cứ bé bé. Ừ. Mình chăm sóc như này chắc nó lớn nhanh nhá ông nhỉ? Ừ nó đấy. Gầy quá. Cho máy ăn nhưng mà vẫn không thể béo. Nick vào ăn cơm đi. Eo. Eo.
Đấy, ăn khỏe luôn ông ạ. Ăn khỏe bằng mít. Mít gầy lắm rồi mít ạ. Nhá. Ăn khỏe tí nhá. Ăn đi. Ăn nhiều nhiều tí nhanh lớn. Mùa đông rồi, mùa hè thì con tám nó, mùa đông này con không ra. Ăn đi. Dạ, ông mời bác xí túi chứa mấy lần ấy mà không béo được. Chắc là nó ăn uống nó không đều đủ. Con nghĩ lần này mình tại run xong là nó sẽ to béo lên đấy. Ừ. Bởi vì bây giờ mình mua thịt cho nó ăn như này nó sẽ to nhanh hả? Ừ. Đấy, có thịt phát là ăn khỏe như này đấy không ạ? Ông ơi, ông ở nhà ông đồng này nhá. Ừ. Chúng con đi thu hoạch rau mục cải cũ nhá. Ừ. Không đi nhá. Vâng. Ừ. Ơi, dạ. Trời nắng quá, hai con đội mũ nón vào nhá. Ờ. Rau cải cốt này tốt phết nhà em nhỉ? Tiên này nóng nhanh nhẹ nhỉ? Dạ. Nóng quá mình hãy nhanh nhanh về đi. Ừ. Cường, Xuân. Cô biết trẻ nó tối rồi. Em định gọn gọn thêm. Con tài nhắn được chị ở lâu anh à? Tài nhắn được chị hả? Được chị lâu anh mới chị trẻ 2 tạ rồi. Bây giờ dạ. Ôi, rau xanh ngon nhỉ? Non thế. Xào. Xào ngon. Ăn cha bơ rồi đấy. Thấy chưa, non chưa? Anh lọc ra chứ. Anh thấy hái bưởi nhiều chưa? Non nhỉ? Ừ. Em giỏi thế. Này anh nấu cho em nha. Dạ. Em giỏi thế, lấy cái kia ra khỏe. Đấy, có đấy. Rau này đất tốt mà, đất này rất là trồng tốt lắm, trồng rau tốt cực kỳ luôn. Như thế là chán nhanh đấy. Rau này dễ thu hoạch của em nhỉ? Vâng.
kiểu Tết đó. Một phát là lên luôn. Ừ. Sao mặt này em nhỏ thế? Đây chỗ này này, những cái chỗ này nó bị nhỏ nhỏ này. Em nhỏ 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 đấy. Thôi. Để anh lau cho. Này. Sao mà em nhọn thế? Để em lau cho anh. Không không, để anh lau cho. Để em lau cho. Ê, nào. Thôi để lau cho. Không, đây này để anh hộ cho. Nát rau đấy. Đấy. Nhanh nhỉ? Ừ. Anh nhẹ nhẹ tay nhỉ? Em cho ra đầu kia đấy, hái tiếp đi. Thôi, đầy, đầy hẳn. Mình về đó. Chuyện đầy nha. Tí nữa là đầy. Rau nhẹ nhẹ. Vâng. Ra đầu này chỉ ra đầu này. Đầu này đớn lắm. Bây giờ nắng quá. Còn một ít nữa là đầy anh ạ. Dạ. Đấy, mình cần đi chợ anh. Đi chợ anh đi về anh. Chợ. Dạ. Chợ nó cần cả cân mệt ra rồi. Vâng. Còn anh có áp cơ. Cái gì? Về tay em nhỉ? Vâng. Đây đợi mua ăn. Sao mặt em xinh đấy đấy.
biết rồi. Không biết ra gì đâu.